Thưa bà con, đây là kim ngân hoa, một loại thảo dược có tác dụng thải độc. Và đây cũng là nguyên liệu đang được sử dụng trong khẩu phần ăn của thịt lợn tại cơ sở này. Trước tình trạng mà dịch bệnh ngày một tăng cao cũng như nhu cầu của thị trường về những thực phẩm sạch, thì việc sử dụng các loại thảo dược trong khẩu phần ăn của thịt lợn sẽ giúp thịt lợn có chất lượng cao, tăng giá trị sản phẩm. Và trong chương trình hôm nay thì mời bà con hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ thịt lợn thảo dược tại đây. Đây là trang trại chăn nuôi lợn khép kín, quy mô diện tích 600 m², số lượng ổn định 400 con lợn với phương pháp chăn nuôi hữu cơ kết hợp thảo dược. Chủ mô hình này là anh Nguyễn Văn Thục, xã Trịnh Thái, huyện Trường Ninh, tỉnh Nam Định. Anh cũng là người đầu tiên chăn nuôi lợn thảo dược trên địa bàn tỉnh. Trang trại chăn nuôi lợn được chia làm 3 khu nuôi riêng biệt, thiết kế kiểu chuồng kín, một khu chăn nuôi lợn bố mẹ, 2 khu còn lại chăn nuôi lợn thương phẩm để đảm bảo số lượng thịt hơi cung ứng ra thị trường hàng ngày. Sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, năm 1995, gia đình anh Thục quyết định xây dựng trang trại chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ. Từ 50 con lợn thời kỳ đầu, tới nay, quy mô chăn nuôi mở rộng hơn gấp gần 10 lần. Trung bình trang trại này duy trì 400 con như hiện nay. Chăn nuôi hữu cơ thì mình đã hướng từ trước đây là ăn cái nuôi lợn, mình đã tìm tòi trên sách báo và các cái phương pháp chăn nuôi bằng truyền thống ấy. Thì đã bằng dùng bỗng rượu và men vi sinh có các axit amin mình chế thành cám hữu cơ ăn, nó đỡ tốn thức ăn hơn hay là chi phí thức ăn thấp hơn. Chất lượng thịt của lợn nuôi hữu cơ thảo dược này là chất lượng thịt là thơm ngon và thịt đỏ được đỏ tự nhiên, mà chất lượng thịt nó rất là đồng đều. Nuôi lợn hữu cơ đòi hỏi kỹ thuật chăn nuôi cao hơn, nhưng những lứa lợn xuất chuồng đầu tiên giá bán chỉ ngang bằng với giá thịt lợn nuôi theo phương thức thông thường. Đây là cái khó của người chăn nuôi gặp phải khi lựa chọn theo con đường thực phẩm hữu cơ. Vì phần lớn người tiêu dùng chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về sự khác biệt của sản phẩm. Đồng thời cũng chưa có chế tài bảo vệ người chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ. Phải truyền thông để người tiêu dùng biết đến và tin dùng sản phẩm hữu cơ là điều mà người chủ trang trại này luôn nghĩ đến. Năm 2015, sau khi sản phẩm đạt chứng nhận Việt Gáp, anh Thục thường xuyên tham gia những hội chợ triển lãm để giới thiệu về sản phẩm của mình tại Hà Nội. Qua những buổi triển lãm đó, sản phẩm của anh đến được với khách hàng thủ đô. Tuy là sạch và chất lượng, nhưng với anh Thục, sản phẩm của anh chưa có sự khác biệt với các sản phẩm thịt hữu cơ của các đơn vị khác. Chính vì vậy, bên cạnh các nguyên liệu như ngô, cám gạo, cá khô, vỏ hến, anh Thục có bổ sung thêm thảo dược vào khẩu phần ăn cho đàn lợn. Việc này, theo anh, sẽ mang lại nhiều giá trị khác biệt cho sản phẩm thịt của trang trại. Anh Thục ơi, ở đây thì với những cái nguyên liệu như thế này thì nó có tác dụng gì đối với sự sinh trưởng cũng như là sức đề kháng của lợn ạ? Nguyên liệu chính là nguyên liệu thảo dược, tác dụng chính của nó là phòng bệnh và tiêu thải độc, như hoặc là sâm, khổ sâm và thảo quả, có tác dụng và kim ngân hoa. Nó dùng thải độc kháng với virus vi khuẩn và sò nó là có 38 dạng canxi, tăng cường của nó là do cái hệ phát triển sinh khung xương, nó là rất là tốt, nó tăng sức đề kháng cho cơ không bị mềm xương. Và thảo dược này nó cho ăn nhiều quá không được, vì trong một số thảo dược nó có thảo kim ngân rồi, nó thải độc rồi, nhưng mà mát rồi, nhưng mà nó vẫn phải cho ăn theo tỷ lệ là 1:3. Vậy thì khi mà chăn nuôi lợn theo hướng như thế này thì mình có định hướng là đối với thịt của mình thì phải bán ở thị trường nào không ạ? Thật sự mình cũng có hướng vào những các cửa hàng tiện ích, cửa hàng sạch và các siêu thị và các bếp ăn tập thể. Các nguyên liệu thảo dược này đều dễ mua, dễ tìm, dễ trồng. Lợn ăn bữa nào thì các nguyên liệu sẽ được nghiền bữa đó để đảm bảo chất lượng thức ăn. Theo anh Thục, khi đưa thêm thảo dược vào thức ăn, thảo dược có tác dụng phòng chống bệnh tật và giải độc, kháng khuẩn cho lợn. Thảo dược còn giải phóng được các kim loại nặng như sắt, đồng, kẽm và thay cho kháng sinh. Bởi nếu quá trình tiêu thụ tồn dư kim loại nặng trong lợn chưa giải phóng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hơn nữa, khi cho thêm thảo dược vào khẩu phần ăn cho lợn sẽ giúp lợn có sức đề kháng tốt, hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh. Nhờ đó thì lợn an toàn, có mùi vị riêng, tạo sự khác biệt. Trung bình, giá bán thịt lợn sạch của gia đình anh Thục tại địa phương chỉ cao hơn so với thị trường 10.000 đồng 1 kg. Nhưng đối với người dân địa phương thì đây vẫn là cái giá cao đối với họ. Thưa bà con, lợn ở đây được nuôi theo quy trình khép kín và hướng hữu cơ, chính vì vậy chất lượng sản phẩm cũng như giá thành được nâng cao. Tuy nhiên thì thị trường cho những sản phẩm này là một bài toán khó đối với những cơ sở chăn nuôi. Làm sao để sản phẩm của họ không bị đánh đồng với những sản phẩm khác?
họ đã có hướng đi riêng, họ sẽ xác định được lượng khách hàng cũng như thị trường riêng của họ. Năm 2017, anh Thục và 12 thành viên chăn nuôi lợn trong xã đã cùng nhau thành lập hợp tác xã chăn nuôi Trực Thái. Hợp tác xã đã quyết định chọn hướng tổ chức chăn nuôi hữu cơ khép kín, từ việc sản xuất con giống, tự chế biến thức ăn theo công thức riêng và giết mổ, chế biến thực phẩm. Tất cả quy trình từ sản xuất chế biến đều đảm bảo quy trình Việt Gáp. Từ cung cấp lợn hơi, đến nay hợp tác xã đã cung cấp toàn bộ sản phẩm chế biến. Không chỉ nâng cao được giá trị của sản phẩm mà việc tiêu thụ cũng dễ dàng hơn. Hợp tác xã còn tích cực tham gia các hiệp hội xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm, đồng thời còn mở cửa hàng giới thiệu và bán chính sản phẩm của mình tại địa phương. Cho thêm thảo dược và các thứ vào để mình cân bằng cái chất lượng thịt đi. Thịt mùi thơm này, thịt ngon ngọt và nó màu thịt phải đỏ tự nhiên như thịt bò ấy. Sau cái quá trình chế biến như vậy, mình đưa ra thị trường cái trung tâm hiệp hội nông nghiệp sạch của tỉnh Nam Định thành lập nên thì cho anh em đến đấy mang thịt đấy, nhưng chia cho tỉnh có mấy anh em thì đến đấy bán. Đầu tiên mỗi người bán một tuần, sau đó bán dần thành cái hiệp hội của nông nghiệp sạch mà nhiều nơi người biết đến. Xong là mình gây thương hiệu mình về sau năm 2019, tháng 11 năm 2019 xây cửa hàng nông sản sạch tại địa phương và giết mổ chế biến đây, xong rồi mình có nhiều khách hàng ở mọi nơi họ đăng ký, họ biết đến, họ nên gọi điện họ đăng ký, họ mua xong ký kết hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm cho các cửa hàng tiện ích. Ở tác xã này mình thành lập gần như đầu tiên, xong là các cô giáo đến thấy sản phẩm tốt ăn thử, thấy hiệu quả, cô giáo chỉ cho một số trường ăn thử, xong là các cô giáo ký hợp đồng từng trường một, thì sau một năm là ký hết tất cả các trường, tháng nào phải xét nghiệm này. Đấy, các sản phẩm đều phải xét nghiệm hết để test hết, để xem có chất tồn dư không, có chất cấm không, có chất đều kiểm soát hàng tháng. Từ các hoạt động xúc tiến thương mại, các sản phẩm của hợp tác xã đã được nhiều người tiêu dùng và chuỗi cung ứng thực phẩm biết đến như các trường học, cửa hàng thực phẩm sạch. Đến nay, hợp tác xã đang cung ứng cho 13 trường học trên địa bàn, các tỉnh thành như Hà Nam, Hà Nội. Đây là trang fanpage bán hàng của hợp tác xã, các thông tin sản phẩm sẽ được cập nhật hàng ngày. Khách hàng có nhu cầu chỉ cần truy cập và đặt hàng trước một ngày, sau đó hợp tác xã sẽ vận chuyển tới tận tay khách hàng. Đây hiện là kênh bán hàng hiệu quả của hợp tác xã, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra thì cách làm này đã giúp hợp tác xã tiêu thụ được sản phẩm ổn định, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh. Bên cạnh đó, để kích cầu người tiêu dùng, hợp tác xã còn có các chương trình khuyến mãi vào đúng thời điểm. Nó tới với người tiêu dùng nhanh hơn và nó tiếp cận được chính xác hơn. Như là sáng ra mình mở mắt không phải 5 giờ ai chạy ra chợ để xem thịt có những gì được, nhưng mà khi mình mở mắt ra, mở điện thoại ra, mình đã tiếp cận được hàng hóa hôm nay tươi ngon ở cái cửa hàng này có những gì để họ có thể order đặt hàng trực tiếp. Còn khi mình đã làm đấy được vấn đề đấy từ 1 đến 2 lần thì người ta sẽ tin tưởng mình và đặt hàng của mình nhiều hơn. Thịt lợn nuôi theo hướng hữu cơ sẽ có thời gian nuôi lâu hơn, từ 6,5 đến 7 tháng. Hiện nay, để tránh sản phẩm ồ ạt, hợp tác xã giết mổ theo đơn đặt hàng mỗi ngày, để ngày nào cũng tiêu thụ hết sản phẩm, tránh sản phẩm dư thừa. Trung bình mỗi ngày, hợp tác xã cung cấp ra thị trường và hệ thống các trường học khoảng 350kg thịt lợn. Lợi nhuận hàng năm sau khi trừ chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Các sản phẩm của hợp tác xã đều có tem nhãn nhận diện và mã truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, năm 2020, hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP là thịt lợn, xúc xích và ruốc. Đây là tiền đề để hợp tác xã chinh phục khách hàng, mở rộng thị trường. Thưa bà con, hiện nay bên cạnh các sản phẩm thịt lợn tươi thì hợp tác xã còn có các loại sản phẩm khác như xúc xích, giò trà hay ruốc. Sự đa dạng các sản phẩm sẽ giúp hợp tác xã phục vụ tốt hơn nhu cầu của thị trường. Trong thời gian tới thì hợp tác xã tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Như vậy, hợp tác xã sẽ mở rộng được quy mô và nâng cao được lợi nhuận.